Các bạn ơi, một món quà vô cùng bất ngờ. Bây giờ sau khi tiệc gala dinner kết thúc thì quay trở về mình nhận được một món quà từ Amway, một chiếc hộp rất là đẹp. Không biết bên trong là Amway sẽ tặng cho mình quà gì các bạn ha. Quá là hồi hộp luôn. Đi chơi còn được nhận quà nữa. Cherry. Phải cherry không? Cherry. Wow. Mình nghe nói là cherry mùa này rất là khó. Đây không phải là mùa của cherry. Trời ơi, nguyên một bịch cherry luôn. Ở đây là cái gì đây ta? Chắc là giới thiệu về cái loại cherry mà công ty tặng cho mình. Mày rất là tâm lý đi qua Úc. Rất là đẹp các bạn ơi, nguyên một hộp. Tuyệt vời quá. Mang cherry về Việt Nam lần đầu tiên mình được. Anh ơi, bóc ra ăn thử một cái đi anh. Bóc ra. Phải làm liền. Làm liền để cho các bạn xem cảm nhận trái cherry. Trời ơi. Ở Việt Nam một tí như vậy